Hello, xin chào các bạn đang đến với channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Hôm nay cả gia đình mình lại cùng nhau đi ăn tối. Có nhiều món mới, món lạ, mà cách trang trí thì mỗi ngày mỗi khác nữa. Xin mời các bạn cùng xem video nha. Can I have the tempura vegetable sushi? What else? Hang on, the soup. Where's the soup? Right here, the seafood soup. And beef short ribs. There's literally three soups. Pork spare ribs with oyster sauce. Spare ribs, okay. And the tiger prawns. And? The tiger prawns. Tiger prawns. And a small french fries. Anh chàng này là ngày nào cũng vậy hết á. Cũng một ổ bánh mì baguette nhỏ này á, trét với bơ. Có hôm á thì trước khi gọi món, có hôm á thì sau khi gọi món. Mà hôm nào cũng như hôm nấy là phải một ổ bánh mì baguette nhỏ như vậy hết á. Mom, you want a tempura pink? So you got it. Sushi and spare rib, coconut soup, and the man in fact the clam chowder. No shrimp cocktail. That's my soup. Is that the seafood soup? Yeah. Okay. It's the only my food is like my soup is like that. Đây là chén soup của con gái mình. Seafood soup. Là súp hải sản. Here, here's the shrimp. We got sushi. Đây là món appetizer của mình nè. She looks pretty. I like the squiggly lines. Mì xào á. Món appetizer của ông xã mình á là sườn heo với sushi luôn. Cuốn sushi này á gọi là tempura sushi. Phía bên trong á là không có thịt
chỉ là vegetables không thôi, giống như là chay vậy đó, rau cải không thôi à. Ở phía ngoài thì chiên giòn lên, cho nên ở ngoài thì giòn. Món này mình thấy lạ nè, giống như là bún tàu á, mà mang đi chiên giòn vậy đó, nhai vô giòn rụm mà. Appetizer của mình nãy giờ mình chưa đụng đến đâu nè. Bây giờ cho miếng wasabi lên trên miếng sushi này nha. Ăn sushi là phải có wasabi mới ngon lận. Chén seafood soup của mình nè, là chén súp hải sản. Ở trong này là có tôm với lại thịt chêm chép. Quá chừng thịt chêm chép luôn. Dĩa này là sườn bò với mashed potato là khoai tây nghiền, mà họ làm hình dáng thấy đẹp ha. Con trai mình nhìn thì cứ tưởng là bắp cải. Rồi có zucchini, cà rốt. Zucchini là mướp Ý. Nhìn dĩa pasta là biết ngay của con gái mình rồi đó. Chị này mê đồ Ý lắm. Món Ý là chị gọi ngay à. Còn đây là dĩa của con trai mình. Bed and chair. Sit up, sweetie.
Con trai mình ăn món nào cũng vậy hết á, lúc nào cũng có một dĩa French fries khoai tây chiên. Phần thịt bò thì vừa có thịt vừa có gân. Ông xã mình nói là giống như bò kho của Việt Nam mình vậy đó. Đây là dĩa lamb chop, là cốt lết cừu. Dĩa này là của ông xã mình nè. Nhìn vậy giống như miếng sườn ở trên cái dĩa cơm tấm sườn nướng quá ha. Mà thịt này là thịt cừu. Wow, mặt bên này họ nướng nhìn thấy ngon quá chừng. Trên dĩa của ông xã mình có gừng non màu trắng, giống như loại gừng non mà mình ăn với sushi vậy đó. Ngộ ha, ăn với thịt cừu. Muốn thử miếng cách miếng nè, miếng thôi. Right. Ông xã mình nói là thịt cừu họ mang đi nướng á, cho nên thơm mùi thịt nướng quá chừng luôn. Hỏi mình là ăn thử không, ông xã mình cắt cho mình thử. Mà mình nói thôi, mình không thích ăn thịt cừu đâu. Ông xã mình cứ khen là thơm, ngon quá. Mùi thịt nướng thơm ngon quá chừng luôn. Rồi, bây giờ là đến phần tráng miệng, phần dessert. Phần bánh ngọt, phần kem mà ai cũng thích hết. Con gái mình hôm nay ăn kem, hương vị cũng giống như con trai mình vậy đó. Mà con trai mình gọi đến 2 ly kem là 4 muỗng, 4 scoop đó.
mà khác chợ thôi anh bà. Ông xã mình thì thích caramel sauce, cho nên kem hương vị nào cũng chế caramel sauce ở trên hết á. Còn ly kem này là có strawberry sauce chan lên trên, là nước sốt dâu tây, có trái dâu trong đó luôn các bạn thấy không? Đây, món tráng miệng của mình đây. Nhìn hấp dẫn quá. Dĩa dessert của mình nhìn đẹp quá, trang trí công phu cầu kỳ quá chừng luôn. Could the following guests please contact the guest services desk by dialing 6000. Karib 529, Mr. David Brewer, and the following guests please contact the guest services desk by dialing 6000. Mr. David Brewer and Ms. Holly Stevens from Karib 529. Thank you. Hôm nay cả gia đình mình đi ăn tối, có một vài món ăn lạ, món ăn ngon mình muốn chia sẻ đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé, để sau này khi mình post video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nhé. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nhé.